tiếp tục với diễn biến bộ phim Đấu Phá Thương Khung tập 53. Mở đầu bộ phim đưa chúng ta đến với khung cảnh của Vân Lam Tông. Góc quay chậm rãi tiến vào trong hang ổ của Vân Sơn. Bên trong có hàng trăm cái lồng đang bồi dưỡng cả trăm cường giả đấu hoàng. Tên cường giả hồn điện cho biết, bí thuật của hồn điện đã khiến thực lực của hai đấu hoàng tăng lên lần nữa. Hắn ta nhắc nhở lần thứ N rằng lần này tuyệt đối không thể tha cho bất kỳ kẻ nào của Tiêu gia. Thế là Vân Sơn gọi tới hai đàn em tên là Vân Đốc và Vân Sát đi làm nhiệm vụ thanh trừ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nhớ kỹ là phải lục ra tàn đảng của Tiêu gia, nếu có thế lực nào mổ mắt nhúng tay vào thì tiêu diệt luôn. Vân Sơn vô cùng thắc mắc nguyên nhân hồn điện nhắm vào Tiêu gia, nhưng tên kia lại không nói, còn khuyên đừng hỏi thì tốt hơn. Trong lúc này, đám người Tiêu Viêm đang gấp rút di chuyển đến đế đô, không may là trên đường di chuyển lại gặp thời tiết xấu khiến tốc độ bị chậm lại. Cũng trong thời điểm này, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đang bị tấn công. Đám người Vân Lam Tông cưỡi phi thú lao vào Mễ Đặc Nhĩ. Hai bà đồng một mình cần toàn bộ vòng ngoài, nhưng bọn chúng lại quá đông. Một số tên thừa cơ xông vào được bên trong, nhưng bên trong cũng được bố trí nhân thủ phòng ngự. Nghe theo hiệu lệnh phát động tấn công của Nhã Phi, mọi người lập tức bắn cung đẩy lùi kẻ địch. Vô số đệ tử Vân Lam Tông ngã xuống, nhưng mà bọn chúng vẫn không lùi bước, thậm chí còn hô hào xông lên. Lấy lợi thế đông đảo về số lượng, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc dần dần rơi vào thế yếu. Cũng may hai bà đồng kịp thời quay lại hỗ trợ. Ông chỉ cần sử dụng một chiêu đã đẩy lùi thế tấn công, buộc cho đám người Vân Lam Tông phải ngừng công kích. Đột nhiên, Tiêu Đình dẫn theo tộc nhân của Tiêu gia đi ra ngoài. Tài họa của Mễ Đặc Nhĩ bắt nguồn từ Tiêu gia mà ra, cho nên hắn muốn bọn họ giao nộp mình và một nửa tộc nhân cho Vân Lam Tông. Có lẽ Vân Lam Tông sẽ bỏ qua, chỉ cần để lại cho Tiêu gia một chút huyết mạch là đủ rồi. Hai bà đồng lại cho rằng Vân Lam Tông ra tay với Mễ Đặc Nhĩ không chỉ đơn giản vì Tiêu gia chỉ là một lý do chính đáng để động thủ mà thôi. Nhã Phi đã liên hệ với các đại gia tộc khác nhưng không nhận được sự trợ giúp. Hai bà đồng vẫn kiên quyết sẽ bảo vệ Tiêu gia đến cùng. Ông có lòng tin rằng Tiêu Viêm sẽ quay trở về. Vừa dứt lời thì hai tên đấu hoàng của Vân Lam Tông cũng đến. Sự xuất hiện của bọn họ làm tình hình thêm căng thẳng. Hai bà đồng lập tức yêu cầu Đằng Sơn và Nhã Phi dẫn người cản những tên khác, còn hai tên đấu hoàng kia cứ sao cho ông. Hai bà đồng lao lên cân hai, sau thủ được vài chiêu thì hai bên cũng dừng lại. Sau đó hai tên đấu hoàng bắt đầu một bài diễn văn khuyên ông đầu hàng, giao ra tàn đảng của Tiêu gia. Hai bà đồng cũng không ngờ hai tên trưởng lão này đã đột phá, nhưng mà khí tức trên người lại không ổn. Ông lên tiếng mỉa mai Vân Sơn và từ chối không hợp tác. Thế là bọn chúng lập tức ra lệnh huyết tẩy Mễ Đặc Nhĩ. Cả đám nghe lệnh ồ ạt xông lên, khí thế vô cùng bùng nổ. Phía Mễ Đặc Nhĩ cũng không đứng yên chịu chết. Đằng Sơn hô hào và dẫn đầu tộc nhân xông ra phản công. Thực lực đám đệ tử Vân Lam Tông khá yếu, một mình Đằng Sơn dễ dàng cân nhiều người. Tuy nhiên, tộc nhân của Mễ Đặc Nhĩ lại yếu hơn so với đệ tử Vân Lam Tông, nên là bị tàn sát khá nhiều. Ngay sau đó Đằng Sơn cũng bị hai tên đấu vương bao vây. Trước khi động thủ thì bọn họ vẫn không quên nói nhảm vài lời. Hai bà đồng một mình cân hai, bọn chúng phối hợp vô cùng ăn ý. Chỉ vài chiêu đầu tiên đã đẩy lui ông về sau. Sau đó hai người lại hợp lực tạo ra đấu kỹ phong chi cực. Đây chính là loại đấu kỹ cấp bậc địa giai. Hai bà đồng cũng sử dụng đấu kỹ từng sử dụng là vạn băng kính, ngưng tụ một lớp lá chắn băng để ngăn cản đòn tấn công. Trong lúc này, Gia Hình Thiên và Pháp Mã vẫn không có định muốn ra tay hỗ trợ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Bọn họ lo sợ sẽ chọc giận đến Vân Sơn. Yêu Dạ cho rằng dã tâm của Vân Lam Tùng sẽ không dừng lại ở gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nếu ngồi nhìn bọn họ bị thanh trừ, thì ngay sau Hoàng Thất cũng sẽ trở thành mục tiêu. Dù là vậy thì bọn họ cũng chỉ còn cách là cứ xem tiếp rồi tính sau. Nạp Lan gia tộc cũng y nguyên chần chừ, chờ tiếp rồi tính. Tình thế càng lúc càng nguy cấp, tộc nhân của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nằm la liệt dưới đất. Vũ khí và khí tiễn cũng đã sắp hết, sắp không phòng thủ được nữa rồi. Nhã Phi nghe về cũng tỏ rõ bộ mặt khẩn cấp. Nàng yêu cầu dùng hết toàn bộ vũ khí, có thể cầu kéo được bao nhiêu thời gian thì hay bấy nhiêu. Các tộc nhân nghe lệnh, liền tung toàn lực dương cung bắn trả. Tiêu Đình dù phải ngồi xe lăn nhưng vẫn tung chiều hỗ trợ. Thay vì đưa tộc nhân Tiêu ra đi trốn thì lại để bọn họ trốn dưới hầm. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mà thất thủ thì trốn cũng vô ích. Hai bà đồng liên tục bị vây công, dù bị áp đảo vậy nhưng ông vẫn có thể phản công. Ông tung ra đấu kỹ huyền băng long tường, ngưng tụ đấu khí thành hai con rồng băng khổng lồ. Hai con rồng lao đến tấn công kẻ địch, buộc hai người bên kia phải chật vật bỏ chạy. Sau khi đã chạy thoát liền hợp lực ngưng tụ ra một con chim nhằm đối kháng với rồng băng. Không ngờ rằng đấu kỹ hai tên trưởng lão Vân Lam Tông dung hợp lại đánh tan rồng băng của hai bà đồng. Tại chiến tuyến khác, Đằng Sơn dưới sự vây công của hai tên đấu vương cũng bị đánh cho rơi xuống đất. Ông ta chậm rãi đứng dậy, hai tên đấu vương lại tiếp tục khuyên ông đầu hàng. Nề tình quen biết nhiều năm, bọn hắn sẽ khuyên tông chủ tha cho một mạng.
Đặng Sơn từ chối, mẹ Đặc Nhĩ tuy ham tiền nhưng chưa bao giờ có hạng người tham sống sợ chết. Vừa dứt lời, liền xông lên tấn công, dù có chết thì cũng phải kéo theo hai cái đệm lưng. Hành động này làm cho bọn chúng tức giận, bọn chúng chẳng nề nang gì nữa. Thế là Đặng Sơn liên tục bị ăn đòn và bị đánh cho rơi xuống đất nằm bất tỉnh. Hai tên đấu vương lập tức đi tới hỗ trợ hai tên trưởng lão đấu hoàng đối phó với hai bà đồng. Thế là tình thế của hai bà đồng lại thêm khó khăn, ông liên tục phải né tránh, nhưng bọn chúng lại phối hợp quá ăn ý. Hai tên trong đó bất ngờ xuất hiện phía sau, đánh lên người ông một ấn ký. Ngay khi phát động ấn ký, hai bà đồng lập tức bị khống chế lại. Gia Hình Thiên đứng phía xa cũng đoán ra tình hình và biết hai bà đồng sắp thua rồi. Bọn chúng hợp lực đánh ra một chưởng định kết liễu hai bà đồng. Đúng lúc nguy cấp đó, Tiểu Viêm đã dùng tốc độ sấm sét lao tới, ngăn cản đòn công kích. Sự xuất hiện bất ngờ này làm cho bọn chúng tức giận buông lời uy hiếp. Tiểu Viêm dùng sức một mình ngăn cản, sau đó sử dụng dị hỏa đẩy lùi công kích và giải thoát khống chế cho hai bà đồng. Đến đây thì bọn chúng mới tỏ vẻ hỏa hoãn, đứng chắp tay yêu cầu nam chính báo tên ra. Tiểu Viêm trực tiếp mỉa mai Vân Lam Tông, bọn chúng nghe vậy liền phẫn nộ. Ở Sa Mã Đế Quốc này còn chưa có ai dám khiêu khích Vân Lam Tông bọn hắn cả. Tiểu Viêm nghe những lời mỉa mai này liền lộ mặt, báo ra tên tuổi. Phe ta thấy Tiểu Viêm xuất hiện thì vô cùng vui mừng, còn phe địch thì vẫn không hoảng sợ, thậm chí còn cho rằng hắn tự mình chạy tới tìm đường chết. Bọn chúng tưởng rằng chỉ một Tiểu Viêm đi tới đây cho nên không chút e ngại. Tên trưởng lão lập tức phát tín hiệu triệu tập nhân thủ tới, tổng cộng có tới gần 10 tên cường giả. Nhưng họ đều biết rằng Tiểu Viêm cũng không phải đến đây một mình. Sau khi vỗ tay ra tín hiệu, vô số chiến thuyền lập tức xuất hiện. Đội hình vô cùng hoành tráng, số lượng cường giả còn nhiều hơn đám người Vân Lam Tông bây giờ. Cả đám bọn chúng thấy vậy liền há miệng hoảng sợ. Đang lúc gay cấn thì tập phim lại hết rồi. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Các bạn hãy đón xem nhé! Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!